Bữa nay không được đâu. Già là ăn ăn. Con sinh năm mấy? Hai là hai. Sao sao? Nhỏ hơn trời. Xác lớn hơn rồi chưa? Vì tương lai chưa? Hả? Ra ngoài Hà Nội biết bao nhiêu em Bảo Hoàng, Bảo Hoàng. Vũ không có bồ đi Vũ. Ai yêu đây? À, công việc thành công là sẽ có người yêu. Vừa bở thế mà 10 người như chị thế mà bở ra ai dám nó. Chứ vậy. Theo Vũ chơi là phải tài năng nữa. Đừng nháy cái gì đừng nháy. À là đừng nháy Quyên. Gì nữa? Qua bơm gì? Sắp tới qua bơm gì đây? Nằm lại đây bơm cho. Tối nay em đi nhậu biết không? Phải làm đẹp. Tối nay đi nhậu là ngày mai làm chứ chưa cần làm. Chứ em quay làm gì đó? À, ok, ok. Nắp mặt thôi. À, đúng rồi, qua mà nặng mụn rồi. Có mụn mồ nặng à. Để râu rồi, dễ sợ đó. Ai để mày? Cho ông mày nhân điều quá. Chiều qua mới cạo xong. Lên trên đi chị. Chị đắp mặt cái máy lên non rửa rồi đắp ngay, rửa mặt rồi đắp. Không gì mà nháy á, nháy loạn. Ông ra như quỷ mà nó. Sáng chỉ một cái nữa ta. Nghèo nàn đứa đi. Thank you.
nhiều. Đâu chị? Bảo đảm. Mình nằm phút ở trời. Sao không đủ luôn. Đi tìm tìm nữa. Hai người không kêu không hay. Mình làm như thế. Cái thao tác giảm chậm lại tí. Các đây rê rê tí. Rê rồi đó. Cũng lanh à. Dạ đó, khơi hò không ra cục đó. Cái xong con chửi. Nhiều cái gì là họ cứ tò mò không? Cục nó gì nữa. Lâu. Nhiều cái clip khó chịu á con. Trầu trầu nhanh ra. Chịu đó. Thiệt mà, cái con nó ức chế lắm. Con bé này cũng quen không có biết cái gì hết. Nè, cái gì? Biết. Biết chứ. Ừ. Đang có ngựa. Hồi nãy chị làm cái nó mà chị khui ra. Ôi trời ơi, mẹ ngồi cái muốn cảm giác mà cũng trời luôn á. Khui thôi em được điên. Đi nhậu đó. Con này có uống đâu, còn ăn rồi. Con đi nhậu. Ai con nhậu? Đi nó đâu, đi quán đâu. Khi mới đi quán. Quán à, không đi. Năm nay dịch có chi nữa. Đợi đứa đi đâu đi. Chứ tôi đi nhậu bàn. À, nhậu anh chỉ rồi đó. Thì ở Nam rồi đó. Đi nhà. Đèn thao đỏ quay này. Hả? Đèn thao đỏ quay này. Đi ăn đi. Mấy giờ đi? Nhà đi mấy giờ? Mấy giờ gì nhậu? 7:30, 8 giờ gì đó. Được. Về sớm qua. Giờ hôm tới 11 giờ gì cao tay không 10:30 mà tôi ngồi quá nào ấy chắc tôi xích chọn dùi dùi mà chị mẹ ồ bất bình mà nói chuyện mình rồng á kệ rồi cho ăn tao nó lớn trong quyền mở dễ sợ bằng đông mày. Dạ. Quán nó nói chung là đồ ăn không được mà không rẻ đông vui nè ăn phút nữa gồng chê cũng đủ là tầm 10 phút rồi cả 10 phút. Mấy chị làm lại hả? Mùng 3, mùng 4. À quay đi chơi mà, người đi Phú Quốc mà. Phú Quốc đâu? Quân. Dịch đi đằng đây đang biết. Ra
Đâu phải Phú Quốc là Hà Nội. Bữa trước thì Phú Quốc. Mà cái này đi à quên, chị đi spa. Nhưng mà em từ Hà Nội về bình thường hả em? Hà Nội ở tùy vùng vậy chị, mà ở trong những cái vùng nó về là khác, còn thằng này ở nó tùy vùng vì Hà Nội rộng mà. Về nó chỉ hồi nãy là nó chỉ tới rồi nó khai báo y tế. Khai báo răng. Đi chuyến bay mô à. Hay là răng răng à. Khai báo là mình từ đâu tới đâu à. Đây là hồi nãy của làm gì vậy? Lên Google chị bấm tờ khai y tế xong với chị điền vô sẽ nó có mở vạch cái chị đưa cho họ. Bay như kiểu thông thường thôi. Là đang hiểu rồi. Bay quét này. Chị bay tới chị điền đi chuyến nào. Ở này cái kia là sẽ. Ra từ từ Đà Nẵng mình đi. Cũng như vậy luôn. À, vô một cái gì đây. Đi thông tin vô. Nó sẽ nhập mấy thông tin chuyến bay mình đi nè, số ghế rồi mấy giờ rồi có đau ốm gì không là đi hết vô. Ngày nó là phải khỏe chứ ngày nó mà yếu rồi thôi nhà cho ăn chết. Vé đặt hết chưa? Hết rồi mới đau chứ, hết rồi mới chờ hãy được, nhưng mà hoàn tiền thì cũng dễ chi, nhưng mà tái thì cũng lại buồn. Được rồi em ơi.